Khi mà được trở lại lần này thì mình muốn là sẽ thi đấu thật tốt để cạnh tranh được, nhất là với các bạn quốc tế, thì khẳng định được là đất nước chúng ta cũng có thể là cạnh tranh với các bạn trong khu vực. Và tiếp theo đó là mình cũng muốn là quay trở lại lần này để bảo vệ vị chức vô địch từ năm 2014-2015 của mình. Thì đối thủ lần này thì chắc chắn là mình luôn luôn đánh giá cao các môn thua trong nước như là em Khuê Minh, em Hanako và em Sunmi. Thì những em đấy là sẽ là những tài năng, sẽ là những vận động viên tiếp theo sau em và cùng em trên những cái giải đấu đại diện cho Việt Nam sắp tới. Thì em mong là giải đấu lần này thì tất cả sẽ thi đấu thật tốt để khẳng định được cái khả năng của mình so với các bạn quốc tế. Điều khác biệt nhất là những vận động viên tham dự. Ở Việt Nam thì chúng ta chưa có nhiều giải đấu lớn, thì giải đấu lần này, giải đấu nữ nghiệp dư quốc gia mở rộng lần này thì là một trong những đấu trường lớn, vì sẽ có những bạn quốc tế tham dự cùng. Thì khi mà có những vận động viên quốc tế tham dự thì họ đã có những cái thành tích nhất định và họ đã được ở trong bảng xếp hạng thế giới. Thì khi mà bạn thi đấu và bạn đánh bại những cái vận động viên có xếp hạng trên thế giới thì khi đó điểm của bạn được tăng cao hơn, và nếu mà bạn thắng cái người đấy thì điểm của bạn được lên cao hơn so với cái người mà đã bị bạn đánh bại. Đấy, thì em nghĩ là ở đấu trường Việt Nam thì còn thiếu sót những cái vận động viên mà đã có bảng xếp hạng trên thế giới, vận động viên mạnh. Còn về điều kiện thi đấu thì em nghĩ là Việt Nam mình có những cái sân gôn rất là tốt so với sân gôn, thì có thể nói là đã đạt được đến tiêu chuẩn để thi đấu quốc tế.